thấy chưa? Em nhìn rồi, nhìn thấy cái đuôi nó đây rồi. Cứ lấy thật cảnh thực phẩm đi, cứ quay vào chỗ đó đi. Cứ để giữ vững cái chỗ đấy để nó bay đâu anh nhìn tiếp các góc các cạnh. Thịt mẹ. Con này bụng ngực nó không có ấy đâu. Nó nhìn cứ bảo là trời lửa. Không phải đúng không? Không phải trời lửa trắng. Đuôi đẹp thế. Đấy, nó đứng tầm này quay ngon quá đẹp nè. Hả? Nhưng mà bị rung. Bị rung rồi đi. Kẻ này nó để nó bay ra chỗ đéo này. Ý, nó cũng chuyển chỗ đấy. Đuôi dài lắm. Đuôi câu tận dưới nhá. Tầm này đuôi khuất mất tí rồi đúng không? Ý. Ui. Mẹ bay gì ngay đây không? Kệ mẹ nó, tí nó bay đâu.